Chào mừng quý vị thân mến đã quay trở lại với phần thi Head to Head Challenge Người đẹp bản lĩnh. Tôi là Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Miss World Việt Nam 2022. Head to Head Challenge là một phần thi rất quan trọng dựa trên format của cuộc thi gốc là Miss World. Và thí sinh chiến thắng danh hiệu Người đẹp bản lĩnh sẽ được tiến thẳng vào top 20 chung cuộc và còn được thực hiện một bộ hình cùng với thạc sĩ Phạm Kim Dung, Chủ tịch Miss World Việt Nam. Và ngày hôm nay đến với phần thi này, Mai Phương đang ngồi cạnh một cô gái rất là xinh đẹp. Chúng ta cùng tìm hiểu xem cô ấy là ai nhé. Dạ em chào chị Mai Phương Em tên là Đào Thị Hiền, số báo danh 064 Xin chào Đào Hiền Trong những ngày qua khi mà bạn tham gia vào cuộc thi Miss World Việt Nam thì mạng xã hội cũng đã rất là phản ứng tích cực và còn được biết thêm thông tin là bạn là em gái của chị Đào Thị Hà cũng là một cô gái đã trải qua nhiều cuộc thi sắc đẹp và có thành tích ấn tượng Vậy thì bạn có thể chia sẻ thêm về thông tin này cũng như là liệu bạn có lo ngại rằng cái bóng của người chị mình sẽ một phần gọi là hơi áp vía mình trong cuộc thi không? Em cảm ơn câu hỏi của chị Mai Phương. Đây cũng là một câu hỏi em rất là muốn trả lời và chị Đào Hà là chị ruột của em và em cảm thấy rất là tự hào về chị Hà. Thế nhưng mà với gia đình em thì rất là đề cao cái tính tự lập và mỗi người thì có một con đường riêng của mình và cái sự lựa chọn và cái lý tưởng của riêng mình cùng một cái trải nghiệm thì mỗi người có một cái suy nghĩ, một cái cảm nhận và một cái lý tưởng riêng cho mình và thậm chí là có thể là có kết quả khác nhau. Thế nên là em không nghĩ chị là chị hà là cái bóng của em mà em sẽ cố gắng làm hết mình để chứng tỏ bản thân mình và uh, cũng có thể uh, đi con đường của riêng em. À, khi mà vào nhà Chung của Miss World Việt Nam thì với một người chị nhiều kinh nghiệm như vậy thì đào hiền có tham khảo ý kiến của chị để mình có thể gọi là tự tin hơn không và uh, trong suốt quá trình thi thì bạn làm sao để mình trở thành một cái người nổi bật trong một tập thể như vậy? Em muốn tự mình đi thi thế nên là em cũng chủ động để có thể tự chuẩn bị và tự sắp xếp cho mình tất cả mọi thứ ở trong cuộc thi à, còn chị Hà thì chị Hà là người đi trước và chị Hà xuất phát từ con số 0 và em là người đi sau thì em được uh, lĩnh hội những cái kinh nghiệm những cái bài học từ chị mà em nhìn thấy được và em cũng là người nhà nên là em cảm nhận được. Còn cái xin cái tips từ chị Hà thì thật ra là em không có, em chỉ có nhờ chị Hà tư vấn về cái phong phong cách cái trang phục ăn lúc mà em đi thi. Còn về uh, xin lời khuyên thì em muốn là tự bản thân mình trải nghiệm và cho mình được cái sự trưởng thành và cái bài bài học của riêng mình và cái trong cái cuộc thi này để có thể làm bản thân mình nổi bật thì uh, em cố gắng hết sức mình để có thể thể hiện cho mọi người thấy là em là một người độc lập và một người uh, có một ý chí là không bỏ cuộc và em cố gắng làm tốt tất cả các phần thi của mình thật sự thì qua phần chia sẻ của đào hiền thì mai phương cũng nhìn thấy là cô gái này rất là mạnh mẽ cá tính và độc lập cho nên là mong rằng em cũng sẽ giữ cái phong thái đó và cái sự tự tin đó trong suốt cái quá trình mình thi giữa những cuộc thi sắc đẹp đang có ở việt nam thì tại sao em lại chọn miss world việt nam để tham gia và em có kỳ vọng gì với thành tích của mình tại cuộc thi năm nay giữa rất nhiều các cuộc thi hiện tại thì mỗi cuộc thi mang một màu sắc. Thế nhưng mà Miss World Việt Nam thì uh, đã khẳng định được vị thế và cái vị trí của mình trên bản đồ nhan sắc Việt và ở một cái cuộc thi uy tín như thế thì khi về em tham gia thì em cũng có nhiều cái sự áp lực. Thế nhưng mà em vẫn muốn cho bản thân mình cái cơ hội để mình thử thách tại một đấu trường lớn như thế này và dựa vào cái sức ảnh hưởng của miss world việt nam để em có thể lan tỏa được những cái mà uh, những cái dự án mà em mong muốn có thể thực hiện tất nhiên là em đã có làm và đã và đang làm rồi nhưng mà em muốn có thể lan tỏa được nhiều hơn em đi thi với tinh thần gọi là em làm hết mình và em cố gắng hết sức và em không có đặt kỳ vọng ở top mấy mà em khi mà em làm hết mình và em có thể cải thiện được những cái mà trước đây em cảm thấy là Ờ, em chưa có làm tốt ở những cái đấy thì em đã thấy đó là một cái sự thành công của bản thân em rồi một cô gái có cái nhìn rất là bao quát về cuộc thi ở cộng việc mà có một người chị đã tham gia vào lĩnh vực sắc đẹp từ trước thì em cũng đã nghe được khái niệm hoa hậu khá là lâu rồi yeah. vậy thì em nghĩ là một cô hoa hậu thì sẽ có vai trò như thế nào trong xã hội và tại sao chúng ta lại cần một cô hoa hậu ở thời điểm hiện tại cái danh xưng hoa hậu thì rất là cao quý bởi vì một cô hoa hậu không chỉ là gắn liền với các cái hoạt động xã hội các hoạt động có ích cho xã hội mà cô gái ấy còn là uh, mang cái bản sắc văn hóa và cái màu sắc của việt nam mang tới với thế giới để có thể quảng bá được hình ảnh việt nam và ngoài ra thì cô gái ấy cũng là đại diện định hướng được cái lối sống tích cực cho thế hệ trẻ như là một người truyền cảm hứng thì cô gái đấy có thể phần nào góp phần được rất là nhiều giá trị khác tích cực cho xã hội nữa bây giờ chúng ta cùng chuyển hướng qua những câu hỏi đào sâu hơn về đào hiền đi yeah. à, chị mai phương cũng được nghe qua ừ. là đào hiền có chơi thể thao yeah. thì bạn có thể chia sẻ thêm với quý vị khán giả là bạn chơi môn thể thao nào và tại sao bạn lại chọn môn thể thao đó không khi mà mọi người lần đầu tiếp xúc với hiền hoặc là mọi người nhìn vào hiền thì mọi người sẽ thấy là hiền là một cô gái nữ tính và có thể là mọi người sẽ nghĩ là hiền là một cô gái bánh bèo, thế nhưng mà thực chất là hiền là một cô gái rất là thích những cái bộ môn ví dụ như là em thích đi trekking, ừ. à, em thích đi nhảy dù và em cũng thích em cũng có một bộ môn yêu thích của em là em chơi boxing, wow. à, những cái bộ môn của em nó hơi mang tính mạnh mẽ một xíu và nó hơi cũng ít người trải nghiệm, ví dụ như là đi trekking thì em sẽ lên đó khoảng 3-4 ngày và không có sóng điện thoại, không có internet gì hết và cái điều kiện sống nó cũng rất là thiếu thốn thế nhưng mà em lại bị nghiện những cái bộ môn như thế có thể là em tìm thấy được cái bản ngã của mình ở đâu đấy thì không biết là chị Mai Phương sau cuộc thi một lúc nào đấy chị có thời gian rảnh chị có thể cùng em đi uh, trekking hoặc là đi nhảy dù <laughs> lúc mà chị nghe em nói từ trekking là đôi mắt chị nó cũng bling bling nó cũng sáng sáng lên thì về chị chị rất là thích thiên nhiên yeah. thì chị thích đi trekking là camping cùng với bạn bè và những cái môn ngoài trời kể cả nhảy bungee jumping là một cái môn gọi là thể thao mạo hiểm nữa yeah. thì Mai Phương nghĩ là cũng có một cái điểm uh, gọi là uh, giao nhau ở đây giữa Mai Phương và Đào Hiền. Thật ra thì để mà nói thì chị Mai Phương cũng là một cái hình tượng mà em theo đuổi. Thế nên là uh, cái tính cách của chị á, và chị từng nói là chị rất lì đúng không? Em không bao giờ em quên được những câu nói của chị và chị cũng là một trong những cái, có những cái em không biết nữa, em không biết phải diễn tả như nào nhưng mà uh, chị có cái gì đấy tỏa ra rất là mạnh và đó là cái hình tượng ừ. em theo đuổi cảm ơn em à thật ra là rất là cảm ơn đào hiền vì những uh, lời gọi là tâm tình ngay trên sóng thế này với quý vị khán giả để quý vị hiểu hơn là những cô gái uh, đôi khi vẻ ngoài trông thì mỏng manh nhưng mà bên trong thì uh, nhiều khi là một cô hổ rất là dũng mãnh <laughs> chúng ta không biết được chỉ khi nào mà có một cái dịp nào đó thể hiện ra như là việc sở thích của mình nè hoặc là một cái sở trường nào đó à nói về sở trường thì đào hiền có một cái môn nào đó em hay thích chơi hoặc là một cái thói quen một cái hoạt động nào đó mà em hay cùng bạn bè hay làm không em thường hay tìm cho mình những cái trải nghiệm mới và những cái hoạt động uh, em đi vẽ tranh này ừ. em đi uh, em cũng rất là đam mê tập gym em uh, thích đổ body ừ. <laughs> rồi em cũng thích đi du lịch đấy em rất là thích đi đây đi đó em đã đi được bao nhiêu nước hoặc là bao nhiêu nơi trên đất nước, nước Việt Nam này em chưa có cơ hội à. để đi ra nước ngoài thế nhưng mà ở trong Việt Nam thì em đi cũng khá khá nhiều rồi tuy là cái điều kiện của em không có nhiều nhưng mà em cũng cố gắng để bản thân mình có thể đi ừ. nhiều nhất có thể ví dụ như là đi phượt các thứ ừ. em cũng rất là thích vừa rồi đạo Hình chia sẻ thì bạn có vẽ tranh tức là yeah. bạn cũng là một người yêu thích nghệ thuật yeah, thế thì rồi. ngoài vẽ tranh thì bạn thường là có ca hát hay chơi đàn nhảy múa gì không hoặc là tranh bạn vẽ thì nó sẽ theo trường phái nào bạn có thể chia sẻ thêm với mọi người được không? Em rất là thích vẽ tranh em thường hay vẽ tranh về thiên nhiên à, em cũng có em cũng yêu thích ca nhạc Thế nhưng mà uh, em cũng không biết là mình có hát hay không và em đã quyết định mình đi học hát <laughs> thì cũng gọi là hát được và em cũng có đi học nhảy em cũng nhảy được còn để mà nói hay hay không thì em không tự đánh giá được Không sao người ta còn có câu là hát hay không bằng hay hát nữa mình yeah. cứ kiên trì bền bỉ mình luyện tập thì sẽ tốt thôi vậy thì đại diện có thể gửi một một vài câu ngân nga một bài hát mình yêu thích cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình được không chắc là em sẽ hát một vài câu ở trong cái ca khúc mà em đã thể hiện ở trong cái phần thi tài năng của em đó là bài never enough all oh, the shy of thousands spotlights All the stars we steal from the night sky will never be enough. Never be enough. Thousands of gold I still to lead This hand could hold the world, but it never be enough. Never <laughs> be enough. Hi 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 hi. my phone rất là thích. Tức là... mình đề cập đến và bạn đào hiền sẵn sàng thể hiện ngay mai phương rất là cần những cái điều này trong cuộc thi Miss Mua Việt Nam tại vì càng ngày các bạn Gen Z càng sôi nổi rất là hoạt bát cho nên là một dấu like dành cho đào hiền vì sự thể hiện của em và mong rằng là đào hiền cũng sẽ luôn luôn giữ cái nhiệt huyết này trong suốt mùa thi năm nay nhé. Dạ em cảm ơn chị nhiều. Và bạn có một thông điệp gì muốn gửi đến quý vị khán giả không? À, nếu mà có cơ hội thì thật sự là em rất là muốn gửi cái thông điệp này tới mọi người vì em đã từng là một người um, khá là nhút nhát và ở trong cái vùng an toàn của mình. Thế nhưng mà hiện tại thì thân em đã uh, tìm được một cái chân lý mới cho mình đó là uh, em phải càng thử thách bản thân mình phải càng bước ra ngoài nhưng mà cái việc đầu tiên ấy là cái việc khó nhất là mình phải hành động đã khi mà mình hành động rồi thì mình mới thấy là à hóa ra nó cũng chỉ có thế thôi thế nên là em cũng mong muốn là mọi người hãy cứ nắm bắt cơ hội đi vì better late than never cảm ơn đào hiền vì đã chia sẻ cho chị những cái tâm tư của em về hình tượng của chị bên trong ừ. em à vậy thì bên cạnh mai phương thì em còn có thần tượng một ai khác trong nhà sinh vàng không em cũng rất là thích mọi người ở trong nhà xin vàng Thế nhưng mà người mà em thần tượng nhất thì chắc có lẽ là chị phạm kim dung tại vì Chị Dung là một người phụ nữ rất là bản lĩnh, rất là giỏi giang ở trong công việc. Ở nhà thì chị Dung cũng là một người phụ nữ gia đình. Lúc nào em nhìn thấy chị Dung em cũng cảm thấy rất là thoải mái và em cảm thấy vui và không không còn cảm thấy căng thẳng nữa. Mặc dù một người phụ nữ bản lĩnh và giỏi giang như thế, thì nhưng mà chị ấy luôn tắt ra một cái sự thân thiện và một cái sự thoải mái cho người khác. Vậy thì khi mà đào hiền thân tượng chị Phạm Kim Dung như thế, với những đặc điểm tính cách nổi trội như vậy thì em có Muốn sau này người khác nhắc đến một Đào Hiền à, giống như vậy hay là sẽ còn những điểm tính cách nào khác mà em muốn họ nhắc tới em? À, nếu mà em được mọi người nhớ tới như là một hình tượng như là chị Phạm Kim Dung thì điều đấy là quá tuyệt vời. Và tất nhiên thì em cũng muốn mọi người nhớ tới em là Đào Hiền là một cô gái mà mạnh mẽ và độc lập và không bao giờ từ bỏ. Vậy là quý vị vừa được nghe thí sinh Đào Hiền chia sẻ về những nét tính cách rất là đặc biệt của bạn ấy năm nay khi mà tham gia vào Miss World Việt Nam. Một cô gái vừa thông minh, nhiều tài lẻ mà cũng rất là đam mê những bộ môn thể thao mạnh mẽ và cá tính. Thì Mai Phương tin chắc rằng đây cũng là một cái màu sắc, một nhân tố mới cho mùa thi năm nay cùng với những thí sinh khác. Và mong rằng là quý vị sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ cho Đào Hiền nhé. Dạ em cảm ơn chị Mai Phương nhiều vì đã có thể cho em chia sẻ những cái điều này và mong là quý vị sẽ ủng hộ Hiền số báo danh 064 đến từ Nghệ An tại cuộc thi Miss World Việt Nam 2023. Và quý vị nhớ theo dõi chương trình trên các nền tảng Facebook, Youtube và TikTok Miss World Việt Nam để biết nhiều hơn về các thí sinh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.